Hôm nay đi bi vô nhiều nào, mọi người có ăn ma cũ ăn hiếp ma mới không? Mình cứ mẹ Trời mấy chị em mình ơi, đi bữa nhị ca xếp mà ai chị bữa nhị xếp ca họp xong chạy ra ngoài thành phố rêu rao kêu à, quên không nhắc anh em ở sắp tới có nhiều người mới do anh em nhớ tiếp đón hả? Tiếp tiếp đón đó nhớ kiểu giúp đỡ người ta nhé, xong mình chêm vô một câu bảo đúng rồi giúp giúp đỡ ai nói chứ anh nói câu này riêng anh là anh không được nói câu này mà lúc mình vừa mới vào thành phố lái taxi tạt đầu xe mình đang chở lợn á xuống rút dao ra bảo kiểu mày biết tao là ai không đâu mẹ Thế chứng nhớ không tỏ nhớ là không mình nhớ vụ đấy em gọi xếp Tùng không nhớ không nhớ nhớ đấy nhớ nhớ ai chứ mẹ chị ca nói mày câu mày đấy là bảo không được không có quyền nói câu hôm nay đấy hôm nay hôm nay hôm nay tôi bảo tôi cũng phải đi bắt nạt người mới mà thế bảo là Tini Kun sắp vào server, mẹ tôi là celeb anh với em cả anh em mình thằng phải anh em phải tôi. rình anh em mình phải rình đấy đá cái xe đạp đi Tôi với không celeb phải không phải không về phải em nè đi nè tìm nè cái xe nè em chỉ nè em đi. chỉ nè em chỉ nè nếu mà gặp á nếu mà gặp nha mọi người cho bộ dù lên mỏ đá xong mọi người điệp mẹ chạy hết cho công an mình bắt Ai á, ai á, ai mai á, giờ tôi ba cái công ty kéo. đều slow một cái nu nu một cái quen với một cái lulu này Cơ vị, ba em ơi, nhà cơ vị. Anh em mình to cứ dụ anh Summoner's em mình chở lên Rift. mỏ đá xong rồi anh em mình chạy đi xong anh em mình cô xếp Tùng, xếp Khang vào bắt. Bình. Bố làm lấy bình. Nhưng mà nó người mới không nhiều tiền để phạt đâu. Anh em mình phạt hết Lên cái thằng hù luôn ơi, đấy. lên hù ơi, lên hù ơi, lên hù ơi. Cái Nhưng người mà mới làm gì có tiền. Ba bà ra. Cho mình biết cái lột giang hồ nó là ác khốc liệt như nào. Đá xe Ba bà đạp ấy, đá xe đạp ấy cho đi bộ chơi. ra. Ba bà ra. Giang Vi bị mình bắt đứng ở và phải giữa đường cực tốc hát Chứ anh như Yumi vừa vào được làm cảnh sát hoài quá không biết làm gì. Lâu em vào lâu rồi mà Lâu rồi. em vào mấy tuần xong em mới vào cảnh sát đấy. Anh vừa vào làm cảnh sát luôn thế được sao bắt nạt được. Em vào em đi chơi chung với bên chị My với Thành rồi nè, em đi chợ gỗ đồ mọi người không thấy em đâu. Cái đồ họa cái nó Này, đỉnh rồi. có cướp vết nó luôn nhá anh em nhá, qua cướp vết của Blue nó phải nhau đi. Anh em Không, đều là thằng cánh Mundo phải nó đấy. đứng đó, thằng Mundo nó đứng nó kê con Blue đó ngoài. Không, ý là bây giờ ấy, anh em ăn xong ấy, anh em qua chừng nó dập nó bồn nó đi. Blue nó. Đây này. Đó. Rồi chạy qua luôn này. Chạy qua cắm con mắt này. Đuổi ai? Mày điên hả? Cướp xong rồi, đợi Lee Sin vô đây à, đợi Lee Sin vô đây à. Sẽ cho nó một cú gọi là. Đấy, chạy đường này em ơi, chạy đường này này. Phúc đang. Rồi, chết thằng Lee Sin à. Mày. Trời ơi, đừng bốt được hành axit ấm đấy. Mình thiệt hơn con Mundo này, cay quá nhở. Đó, vừa vô con đấy làm sao đánh lại Mundo. Đây, muốn đánh lại thì từ từ sếp ơi. Muốn đánh lại nó không? Đây, em lên này. Chờ chết mỏ nó sếp. Ai chết, nó bị chậm rồi đó, nó bị chậm rồi đó. Ôi, ôi, đi Rồi, không về, làm gì được đi sếp ơi. mất tiêu rồi. Thôi thôi sếp ơi. Em hết mana rồi. Ây da, ây da, ây da, nó đánh anh em mình này. Ồ, nó cạp anh em mình rồi. Ây da. Ê, đừng lấy về, coi chừng con Lee Sin kìa. Bất tử sếp, bất tử. Đang tát ra ngoài. Mẹ, đang tát ra ngoài, đuổi thế nhờ. Ủa
mà bất tử quả đấy là nó chết rồi. Đã nói rồi. Chơi không tập trung cứ suốt ngày gái gú thôi. Đang tát ra ngoài anh em thông cảm. Thôi tát ra ngoài thì có phải có em nào hú đúng không? Tát ra phải có ai hú ngoài đấy mới tát ra ngoài đúng không? Sếp mà đi bắt em giết sếp luôn đó sếp. Sếp cứ tệ với anh em này là vào thành phố mà em mà bị sếp bắt để em giết sếp luôn đấy. Em là nghiệp vụ sát thủ cao lắm đấy. À mày sao nó ném đau thế nhỏ? Nó ném cấp đau lắm đấy sếp. Nó cao tới sếp thì phải đau. Trời ơi trời. Đây chuối này. Chết đi mọi người. Đau vãi xoài luôn. Rồi xuống ăn luôn đi, xuống ăn luôn đi. Ăn luôn sợ gì? Thằng Ly em giữ chân ngoài đây à. Ăn lẹ đi. Sửa mai trước đi. Trời ơi nó một máu. Chết rồi. Phải vậy chứ. Boss nó có mất cái gì không? Không, tôi đi một cái này sao không mất gì vậy? Cái farm bằng nó, full farm với nó rồi, căng lắm rồi đó. Sao để mình giết được con Mundo này bây giờ? Có thể xếp, vì nó sẽ đôi khi nó có cái điện tải, không biết đâu, phải dừng nó. Mết nó đi đâu rồi nè? Em mới ra lên em không thấy nó nhờ. Nó cần hai luôn. Trời ơi, sao lại mẹ nó lại đi cầm con Mundo lên bao giờ? Sao sếp? Anh ơi, có mất máu đâu? À, tập biến nè. Phải lát rồi thì chết đi. Sao nó biết nó lùi ta? Ulti của ông mà. Xuống luôn em, đứng trong trụ này. Ai đổ má nó chạy được. Chạy dễ vậy. Ulti của tôi nhưng mà chưa tới tầm mà đã lùi về rồi. Hơi xạo. Đâu, ulti của anh là chỉ cần không, em phải có cái tầm của em chứ. Có cái tầm nhìn thấy cái ulti á. Rồi, chuối. Rồi, dĩ nó đường này đi em. Ê, chạy đường kia kìa. Em giết được thằng kia không? Không. Em không đánh thương được nó, tại do em ăn chưa. Đồ nó vào gần vào trụ cái sếp rồi. Làm sao bây giờ? Giết nó sếp ơi.
Chết con mẹ nó rồi. Nó trừng phạt thế bây giờ. Mất rồi. Mày tưởng tao lai. Mày tưởng tao yếu quá, mày ngồi mày nhây với tao. Hả? Nhóc con nè. Thì nó lại khai giết lại. Nghe mày nói chuyện bắt nào xếp tùng thôi. Rồi, đúng rồi, mày tưởng tao là xếp tùng à? Ai thì cũng không phải dễ bắt lạt thế đâu, mình gọi là. Nó bắt lạt tao. Ôi. Ôi vẫn chết kìa, đen đấy. Bố ra mít. Xuống kiếm nó luôn là xếp tùng ai. Đây, xếp tùng ơi. Rồi. Xếp tùng nó là xếp tùng ơi. Rồi. Té. Thôi rồi. Chạy đây còn có miếng máu à. Ông tự rờ vô người ông sống. Sao cái hút của mình yếu thế nhở? Ê, nó đằng sau rồi, coi chừng nó đằng sau này. Hai Yumi ơi, hay quá. Rồi, chết rồi. Chết được con mèo rồi. Mèo. Con một lèo, con một lèo này. Quá thế là lấy mình nhường mạng xong là rồi là giết luôn. Trời ơi. Nè, chơi nè. Ủa chơi à? Chơi, giả vờ chạy về đây, giả vờ chạy vào đây. Sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Chạy đi. Trời ơi. Tao đánh không lại mày, tao kêu gia đình đúng không? Không. Kêu gia đình mà. Anh nhìn hết rồi nhá, Yumi nhá. Không, không phải, tại em với ông đó không hiểu ý á. Bên này có thằng nào tạo siêu quá, hình như team này không có tạo siêu quá. Mạnh ơi, à đâu, Melody biết tại sao lại trượt hết đâu, tại vì vừa mới xem phim xong ấy. Gì nữa? Ôi, thế phải hỏi Yumi. À, con mèo bên kia nó cầm cái ulti Janna khó chịu ghê. Cướp để tăng nghiệp vụ. Sao mà cắn chết anh vậy cô? Vậy. Mất rồi. Hơi rộng thôi. Mấy thằng này nó mê em hay sao sếp ơi? Thôi thì thế thì hút luôn nó. Coi sếp coi nó kìa. Ra đây. Lũng cục này nè sếp. Châu quá à, châu quá không chơi nữa. Thôi té. Cứu không được đâu. À được, cái này thì được. Má thằng này. Ê
Em hết mana rồi, hết ăn rồi. Cảm nhận cơn đau đi, cảm nhận cơn đau đi. Em hết sạch mana rồi nha. Ai gần chết rồi kìa. Ai thằng này khó chết lắm phải không ơi. Ai với thằng Mundo nó khó chết lắm phải không ơi. Ai với thằng Mundo ấy là hơi khó đụng đấy. Không như như Melody à. Game này ạ. Game này AFK được. AFK đi. Sao vậy? Hôm bữa AFK lần em bị xếp dí hoài. Xếp dí quá. Thằng Ly bên này nè, anh coi đó nè. Trời ơi, cái châu ấy. Nó thì châu ga này. Đừng để em chặt nó. Đừng mê. Kiếu. Sếp ơi, coi chừng sếp phải tự cứu sếp rồi đấy sếp. Tông đâu sếp ơi, né, lấy tông né sếp ơi. Trời, lẽ ngay. Hay vậy. Bum 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 bum. Gì sai thế? Máu nó mọi người. Sao mèo con? Chờ 5 giờ phải vào ra sân bay chờ trước. Sân bay gì sếp? À 5 giờ bắt đầu mở server hả? Trời, mày kiếm được mấy con hàng ngon nhé. Sếp mày cứ vậy. Có hết đắp rồi, chưa có. Mày điên hả? Ô, cô bé. Ra đây. Thôi xong. Rồng. Ồ, lại 5 giờ mở lại server hả mọi người? 5 giờ mở lại. Ây da, bắt đầu quá. Thì gió ấy, cái ulti Olaf bắt đầu á. Trên một lèo nữa. Xếp đúng không? À. Đúng không? 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 Mà tông cũng khó nữa. Tí nữa nó có ulti Olaf cũng khó tông nữa. Sao? Tí nữa xếp đè con Lee Sin xếp tông hội đồng chết mỏ nó cũng được. Đâm thằng này nhờ. À, Lee Sin sau rồi, Lee Sin sau rồi chú mấy ơi. Lee Sin sau kìa. Nó bị gì? Nó cứ kiếm em hoài tha. Đúng rồi, tông hội đồng nó luôn. Ít dầm nó chưa? Đúng rồi. Cho nó biết thế nào là game. Thấy nó đi. Bây giờ chỉ có tông nó thôi, tông mấy thằng kia nó giải được hết. Tông thẳng mồm nó luôn. Sếp phải bảo kê Yumi đi chứ. Em biết rồi, em biết cái... em lắm. Chết rồi, cái góc. Ôi, không được. Không thua. Enemy
Thôi bây giờ mình lợ nhiều này thì làm bao giờ mới giải hết lợ nhỉ? Nợ gì sếp? Ở Ngọc 200 triệu à? Gì ghê vậy? Nam 100 triệu à? Đóng vào xong bao nhiêu 100 tiền? Triệu à? 150 triệu là 550 triệu là hàng 50 triệu là 600 triệu là. Gì ghê trời ơi. Sếp đốt tiền đi hết 600 triệu sếp. Mạnh thế à, Melody đấy đẳng cấp không? Trong người có 100 triệu vay thêm 600 mua xe. À mua xe. Làm content là trốn nợ khắp thành phố. Cái video mà gặp cả con nợ rồi. Cái chủ nợ này sẽ bắt ai bây giờ sẽ bị bắt trừ nợ đúng rồi bắt sẽ bảo à trừ 20 triệu trừ 20 triệu lại các bạn giờ cứ đi dình Ngọc đào không rồi sếp mỗi lần bắt sẽ trừ 20 triệu có nữa nè Ngọc có bao giờ đào đâu Húc nó ăn rồi đi Húc mất rồi. Lao ô lao ra là hồ cát này chạy hả ấy da ấy da ấy da ui rồi chụp lên rồi né cái nữa ồ thì đéo cần né đâu bắn không trúng rồi mà. Tối qua mình mấy ông kia cứ chờ Zumi để chơi Liên Minh xong cuối cùng Zumi chạy mẹ đâu mất ấy. Chạy đâu? Ai chờ em chơi Liên Minh? Em on mà. Sếp điêu quá à. Em chờ sếp sếp rủ từ chiều, em chờ từ lúc 1 giờ. Đến lúc tối. Hôm qua cơ mà. Baron đi bạn ơi, tối vô mày. Hôm qua ngoại trừ lúc bắn giải thôi à. Còn lại lúc mấy lúc bình thường em đợi mà. Ồ, em đợi từ lúc trưa đó. Thành này mày lại bắt đầu ấy. Mày tưởng tao không dám bắt mày á, cửa hó đi xin này. Đúng rồi, nhít nó đi ăn. Nó sẽ đi rồi. Để bảo vệ mạnh mẽo. Vô ăn Baron đi. À mẹ nó mình gõ cho chật cả tay ra có con lính tòa lấy ăn mất. Mày láo à? Mày láo à? Em hết E rồi, à hết tóc rồi sếp rồi. Mày gì em đánh sếp này? Mấy này sắp chết rồi. Trời ơi. Mình chơi cảm giác vô dụng thế nhỉ? Có những thứ là sự thật, nó không phải là một vấn đề cảm giác rồi sếp. Ôi anh ơi! Cái gì? Chơi nó luôn chứ sợ gì em? Ủa sao nó khỏe vậy? Cô em sếp ơi! Cứu! Em còn cái hồi sinh của rồng ấy. Đánh đây là nó cũng chết à. Nhưng mà thằng đi xin nó không ra mà là thằng Mundo. Mundo này kẹo sếp ơi. À, em là kẹo sếp ơi. Ai ơi, nhưng mà mình không nên tin lời ai à. Trời. Thôi này đánh nghe. Hay quá. Tự bóp giấy mày đó. Đây đây, thằng nhóc này. Súc vật. Nó bao nhiêu máu vậy? Bao nhiêu? 4.000 đấy. Ê chết mẹ rồi. Chết ngu rồi. Còn cái lớp nữa.
Chơi 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 mấy nhóc. Chơi 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 không chơi không. Giả vờ thôi chứ bạn này cất được. Thành anh ơi. Này kia rồi. Em mình bắn nào mà để xíu trầm cảm nó chạy mất rồi. Để bắn sao? Ai đừng có nói sếp game nào sếp cũng nhiều đao nhất, có kinh nhất, kêu là sếp bắn làm sao? Gì bắn bốc gì hả sếp? Chị chia bắn chuyên chuyên nghiệp. Ở xong rồi không mặt rồi. Bỏ mẹ, mấy người chơi đím quá. Gì ghê vậy? Thì nhà tông được, tông thằng đấy không được đâu sếp ơi. Riêng thằng đấy không tông được đâu. Chạy chui. Thằng nào còn tông được, thằng đấy không tông được đâu sếp. Bạn mèo nhây. Nó sai sai nhỉ? Không tin mình nói. Đúng rồi sếp, chơi nó hồi thôi. Đúng mà, sai gì sếp? Đúng vãi lên. Mình chết thì không cần phải tin nữa. 5 phút rồi một lần mà. Kiếm bộ nào ta? Mỗi lần sếp đều hồi mình chết. Kinh hồn của dòng phi vong. Ây da, nó sút ra không gồng được ulti Nunu. À được rồi, bảo kê không cho bể nhà là được. Đúng rồi sếp, đâm như thằng nào mà nó. Em chưa ra nha. Rồi đợi đợi Yumi với mà nó là à, nó không có lính nó khó bê lắm. Phải em nổi đâu. Ông thằng Châu kia sao sếp? Đúng rồi, đừng cho nó về, đừng cho nó về. Nhà nó bể rồi. À Yumi ơi, rồi Baron, Baron thôi, giờ ra Baron end này. Nó sẽ phải trả giá vì những gì nó đã làm. Đánh thường nó kém anh ơi. Hai rồi, end thôi. Ui, rồi thằng này chết luôn rồi, thằng AD nó chết rồi á. 10 cái mạng đó thì mày sống nhá. Cho mày 10 cái mạng đó thì mày sống. Đây rồi, chết ra đây rồi. 10 cái mạng đó thì sống. Thẳng quá end luôn đi. Vô luôn. Ê, hey, thằng Lee Sin nó ra rồi, không biết end được không đây. End được, end được, end được, end được, end được. 5 giây nữa. Xếp hook rồi, xếp hook rồi, xếp hook rồi. Lê lê cái game nguy hiểm quá, em ơi, cái game nguy hiểm quá. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.